Chào mừng các em đến với kênh Thầy Liêm cho mày dạng. Hôm nay thì sẽ hướng dẫn các em toán lớp 2 trang 40 đến trang 42 nhé. Trong lúc xem bài giảng của Thầy Liêm, nếu các em thấy quảng cáo, các em xem hết quảng cáo giúp Thầy Liêm để Thầy có thêm kinh phí làm nhiều bài giảng cho các em xem nhé. Giờ mình sẽ vào bài giảng hôm nay. Trước hết mình sẽ học bài 9 cộng của một số nhé. Giờ trước hết là có tất cả bao nhiêu con cá, mình sẽ đếm xem bên đây bao nhiêu con chứ nhé. 2, 4, 6, 8, 9. Như vậy là bên đây có 9 con. Bên đây là 2, 4, 5. Như vậy bên đây là 5 con. Như vậy 9 cộng 5 bằng bao nhiêu? Giờ như vậy là muốn biết 9 cộng 5 bằng bao nhiêu thì bạn này sẽ là, bạn này đếm. Bên đây là 9 cái khối vuông. Bạn này bên đây là 5 khối vuông. Mình sẽ đếm hết tất cả thì mình sẽ được là 9 cộng 5 đúng không? Hoặc là mình lấy 9 cộng 5. Giờ như vậy mình bên đây mình có 9 khối vuông, bên đây có 5 khối vuông. Như vậy nếu mình lấy một khối vuông bên đây qua thì mình sẽ được 10 đúng không? Như vậy lấy qua bên đây còn là 4, 10 cộng 4 sẽ là 14 đúng không? Như vậy là số 5 này mình sẽ tách ra là 1 và 4. 9 này mình cộng với 1 thì sẽ được 10. Giờ sau đó mình sẽ lấy 10 cộng 4 thì sẽ được 14. Như vậy mình kết luận là 9 cộng 5 sẽ là 14. Quy tắc cộng của mình sẽ là gộp cho đủ chột giờ cộng với số còn lại đúng không? Số 5 mình tách ra là 1 và 4. Mình sẽ gộp 1 với 9 cho độ chục là 10 cộng với 4 sẽ là 14 nha. Giờ như vậy là mình xong phần lý thuyết, mình sẽ qua tiếp phần bài tập đúng. Trước hết là câu số 1. Tính câu A là 9 cộng 1 cộng 6. Giờ thầy sẽ làm câu số 1 nha. Như vậy là 9, mình sẽ biết là cái đề 9 cộng 1 cộng 6. Như vậy 9 cộng 1 thì 9 là 10 đúng không? 10 cộng 6 thì bằng bao nhiêu? Là 16 đúng không? Giờ tiếp theo câu về đề 9 cộng 1 cộng 8 sẽ là, như vậy 9 mà cộng với 1 sẽ là 10 đúng không? Giờ 10 cộng 8 biết lại 10 cộng 8 thì bằng bao nhiêu? Là 18 đúng không? Giờ câu C luôn. 9 cộng 1 cộng 5. Giờ 9 cộng 1. Ở đây có hai phép cộng, mình sẽ thực hiện lần lượt từ trái hoặc phải nhé. Mình sẽ lấy 9 cộng 1 trước. 9 cộng 1 là 10 đúng không? Cộng 5 viết lại. 10 cộng 5 sẽ là 15 nhé. Giờ như vậy là mình xong câu số 1 nhé. Giờ câu số 1 các em nào có kết quả giống thầy, để lại bình luận phía dưới video cho hai bạn cùng xem. Mình sẽ qua tiếp câu số 2. Giờ tiếp theo là câu số 2 mình sẽ tính nhẩm. Giờ trước hết là 9 cộng 4. 9 cộng 4 thì bằng bao nhiêu? Như vậy là 4 thì mình ta tách ra là 1 và 3 đó. 9 cộng 1 là 10. 10 cộng với 3 sẽ là 17. Đúng không? Tiếp theo là 9 cộng 6. Giờ như vậy là 6 thì mình tách ra là 1 cộng 5. 9 cộng 1 là 10. 10 cộng 5 sẽ là 15. Tiếp theo là 9 cộng 3. Giờ số 3 mình tách ra là 1 cộng 2. Như vậy là 9 cộng 1 là 10. 10 cộng 2 sẽ là 12 nhé. Giờ tiếp theo là 9 cộng 2. Số 2 mình sẽ tách ra là 1 cộng 1 đúng không? 9 cộng 1 là 10. 10 cộng 1 sẽ là 11 nhé. Giờ tiếp theo là 9 cộng 7. Như 7 mình sẽ tách ra là 1 cộng 6. 9 cộng 1 là 10. 10 cộng 6 sẽ là 16 nha. Tiếp theo là 9 cộng 9. Như vậy số 9 mình tách ra là 1 cộng 8. 9 cộng 1 là 10. 10 cộng 8 sẽ là 18 nha. Giờ tiếp theo là 9 cộng 5. Số 5 mình sẽ tách ra là 1 cộng 4. 9 cộng 1 là 10, 10 cộng 4 sẽ là 14.
Tiếp theo là 9 cộng 8. Giờ 8 thì mình tách ra là 1 cộng với 7. 9 cộng 1 là 10. 10 cộng 7 sẽ là 17. Giờ như vậy mình xong câu số 2 nhé. Giờ câu số 2 các em nào có kết quả giống thầy để lại bình luận phía dưới video cho hai bạn cùng xem nhé. Mình sẽ tiếp phần bài giảng nhé. Giờ tiếp theo mình sẽ học bài 8 cộng với một số nhé. Giờ có tất cả bao nhiêu quả trứng nhé? Như vậy là trước hết mình sẽ đếm trên đây. Đây là 2, 4, 6, 8, 8 quả trứng. Còn ở ngoài là 5 quả trứng. Như vậy là 8 cộng 5 sẽ bằng bao nhiêu? Giờ như vậy ở đây mình sẽ sử dụng các khối gỗ để khai khế để mình tính. Như vậy bên đây là có 8 khối gỗ, bên đây là có 5 khối gỗ. Như vậy làm sao để có được 10? Thì trước hết là mình sẽ tách 2 từ 5. Như vậy số 5 thì mình tách ra là 2 cộng 3. Mình sẽ lấy 8, mình sẽ lấy 8 với 2, gộp 8 với 2 thì sẽ được 10, còn là 3. 10 cộng 3 sẽ là 13. Như vậy mình kết luận là 8 cộng 5 sẽ là 13. Đúng rồi, đây. Chứ mình sẽ lấy hai khối gỗ bên phần 5, mình gộp vào bên đây được 10, đúng không? Mình tách là mình tách số 5 thành 2 cộng 3. 8 cộng 2 là 10, giờ 10 cộng 3 sẽ là 17, đúng không? 8 cộng 2 là 10, 10 cộng 3 là 13. Nên mình kết luận là 8 cộng 5 sẽ là 13 nhé. Gộp cho đủ chục và cộng với số còn lại. Giờ như vậy mình xong phần lý thuyết, mình sẽ qua tiếp phần bài tập nhé. Giờ trước hết là câu số 1 tính. Câu ấy là 2 cộng 8 cộng 3 cộng 2. Giờ cái này dễ, mình sẽ làm luôn. Thì sẽ làm câu số 1 chứ. Giờ mình sẽ làm câu. Giờ mình sẽ viết lại cái đề chứ. 8 cộng 2 cộng 3. Như vậy trước hết là mình sẽ lấy 8 cộng 2 trước. 8 cộng 2 thì bao nhiêu? 8 cộng 2 là 10. 10 cộng 3 thì sẽ bằng 13. Giờ tiếp theo câu B. Giờ trước hết mình cũng viết là cái đề 8 cộng 2 cộng 6. Giờ 8 cộng 2 bằng bao nhiêu nè? 8 cộng 2 là 10, đúng không? Giờ cộng 6 viết là giờ 10 cộng 6 thì bằng 16. Giờ mình sẽ làm câu C. Giờ 8 cộng 2 cộng 4. Giờ trước hết mình sẽ lấy 8 cộng 2. 8 cộng 2 là 10, đúng không? Cộng 4 viết lại. 10 cộng 4 sẽ là 14. Giờ như vậy mình xong câu số 1 nha. Giờ câu số 1 có em nào có kết quả giống thầy để lại bình luận phía dưới video cho hai bạn cùng xem nha. Mình sẽ qua tiếp câu số 2. Giờ tiếp theo là câu số 2 mình sẽ tính nhẩm nha. Giờ trước hết là 8 cộng 3. Như vậy là 3 thì mình sẽ tách ra là 2 cộng 1. Như mình sẽ lấy 8 cộng 2. 8 cộng 2 là 10. Giờ 10 cộng 1 sẽ là 11. Giờ tiếp theo là 8 cộng 4. Số 4 này mình sẽ tách ra là 2 cộng 2. Giờ 8 cộng 2 là 10. Sau đó mình lấy 10 cộng tiếp 2 nữa. 10 cộng 2 sẽ là 12 nha. Giờ tiếp theo là 8 cộng 5. Giờ số 5 mình sẽ tách ra là 2 cộng 3. Chứ hết mình lấy 8 cộng 2. 8 cộng 2 là 10. 10 cộng 3 sẽ là 13 nha. Tiếp theo là sẽ là 8 cộng 7. Giờ như vậy là số 7 mình tách ra là 2 cộng 5, đúng không? Chứ hết lấy 8 cộng 2. 8 cộng 2 là 10. Giờ tổng 10 cộng 5 sẽ là 15. Giờ tiếp theo là 8 cộng 8. Giờ số 8 mình tách là 2 cộng 6, đúng không?
À, trước hết mình lấy 8 cộng 2, 8 cộng 2 là 10. 10 cộng 6 là 16. Giờ số 6 mình tách ra là 2 cộng 4, đúng không? 8 cộng 2 là 10, 10 cộng 4 sẽ là 14. Giờ như vậy là mình xong câu số 2 nhé. Giờ câu số 2 các em đã có kết quả giống thầy. Để lại bình luận phía dưới video cho hai bạn cùng xem. Mình sẽ qua tiếp câu số 3. Giờ tiếp theo là câu số 3, tìm tính để tìm chứng cho gà nha. Giờ bây giờ mình sẽ tính trước, giờ mình sẽ tìm quả trứng tương ứng với chú gà nha. Đúng. Giờ trước hết mình sẽ tính chú gà này xem mà mình 9 cộng 8. Như vậy số 8 thì mình tách ra là 1 cộng 7 đúng không? Như vậy là 9 cộng 1 là 10, 10 cộng 7 là 17 nha. Như mình sẽ nối chú gà này với cái quả trứng có số 17 nha. Giờ tiếp theo là chú gà này, 8 cộng 4. Như vậy số 4 mình sẽ tách ra là 2 cộng 2. 8 cộng 2 là 10. 10 cộng 2 sẽ là 12. Như vậy là quả trứng 12 là của chú gà này nhé. Mình sẽ nối lại. Giờ tiếp theo mình sẽ tính xem chú gà này. 8 cộng 8. Số 8 ngoài xa phía sau này mình sẽ tách ra là 2 cộng 6. 8 cộng 2 là 10, 10 cộng 6 là 16 nhé. Như mình sẽ nối quả trứng 16 với chú gà nào. Giờ tiếp theo là chú gà này sẽ là 9 cộng 6. Số 6 mình tách ra là 1 cộng 5, đúng không? 9 cộng 1 là 10, 10 cộng 5 sẽ là 15 nhé. Nhưng mà đấu chú gà này là với số 15. Giờ tiếp theo là chú gà này, 9 cộng 4. Như vậy số 4 mình sẽ tách ra là 1 cộng 3. 9 cộng 1 là 10, 10 cộng 3 sẽ là 13. Như vậy chú gà này sẽ có quả trứng là số 13 nhé. Và tiếp theo là chú gà 8 cộng 6. Như vậy là số 6 mình sẽ tách ra là 2 cộng 4. 8 cộng 2 là 10, 10 cộng 4 sẽ là 14 nhé. Như vậy chú gà này sẽ có quả trứng là số 14. Đúng rồi. Giờ như vậy là mình xong câu số 3 nhé. Giờ câu số 3 có em nào có kết quả giống không? Để lại bình luận phía dưới video cho hai bạn cùng xem nhé. Như vậy mình xong bài giảng hôm nay. Nếu các em thấy hay giảng thì bấm khích, chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Và em nào chưa đăng ký kênh thì liên bấm đăng ký bấm chuông để xem những bài giảng mới nhất của Hà Liêm nhé. Thầy chúc các em học tốt, tạm biệt các em nhé.